Không ăn là không ăn mà. Anh ơi, anh chưa dọn phòng à? Mùi hôi thế. Hôm qua chắc bố khó chịu, bố xé hết bìm ra, cả giường ướt hết. Vâng, thì anh nhanh rồi đi làm nhé. Bố cố ăn đi, để con còn đi làm không con muộn mất. Không ăn, không ăn là không ăn. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, em dặn thắm kỹ chưa đã? Mùi này lưu trên người lâu lắm. Em vừa vào phòng bố một lát mà, đi ra người cứ quẩn quanh cái mùi đấy. Anh này, em nghĩ là mình nên thuê giúp việc đi. Em thấy không ổn lắm đâu. Biết làm thế nào hả em? Mà em có nhớ lần trước mình thuê giúp việc, người ta không cho bố ăn được, người ta đổ cả bát cháo xuống cống còn gì. Nhưng em thấy bố cứ như thế này mãi thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta anh ạ. Em đang coi bố là gánh nặng đấy à? Anh ạ, sao anh lại ở nhà một mình này? Chị Mai đâu rồi ạ? Chị sang ngoại có việc, chắc tối chị ấy về. À vâng, thế em vào thăm bố đấy ạ. Ôi, anh chị làm cái gì mà để phòng bố bẩn thế? Cứ như kiểu một năm rồi không giặt giũ ấy. Cô nói nghe hay nhỉ? Cô thử đếm xem, cô giặt giũ được bao nhiêu lần cho bố? Cô có giỏi, cô vào trong cô dọn phân với nước tiểu cho bố kia kìa. Ngày nào bố chả bôi đầy ra đấy. Anh ạ, chắc là em nghĩ phải thuê người giúp việc thôi. Bác ạ, bố con thì bệnh nặng bệnh viện tra về, mà chúng cháu thì rất bận, không có thời gian để mà chăm sóc cho bố. Nhưng mà cháu phải nói thật với bác là bố cháu rất là khó tính. Những cái người giúp việc trước đây thì họ đều chỉ làm được vài ngày thôi là họ nghỉ rồi. Cô cứ yên tâm, tôi có thể chăm sóc này, rồi phục vụ bữa ăn này, tôi làm công việc này quen rồi. Nếu mà được ấy, tôi có thể chăm sóc ông cụ đến chết. Tôi lỡ lời, mong cô chú thông cảm. Có chuyện gì thế cô chú? Tôi mải bóp chân cho ông chủ rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết nữa. Anh chị chủ quan quá. Cứ để bà ấy ở nhà với bố. Mình sắp có mẹ kế rồi cũng nên đấy. Em nói khẽ thôi. Đêm hôm thì người ta không ngại ngủ cùng với người ốm yếu bệnh tật lại còn khó tính nữa. Như vậy là người ta đã thương bố lắm rồi đấy. Cô Sen ơi, giúp tôi đi vệ sinh với. Bố ơi, bác Sen có ở ngoài kia đâu ạ? Con tưởng là bác ấy ở trong này. Cô Mai, chú Tuấn ạ. Hôm qua tôi có nghe thấy việc cô Ngọc và các cô chú bàn bạc với nhau. Tôi khó nghĩ quá. Nên thôi, tôi xin phép cô chú cho tôi nghỉ làm. Thật tình, tôi cũng rất quý cô chú và thương ông lắm. Nhưng sự việc đã thành ra như thế rồi, tôi cũng không muốn làm cô chú khó xử. Tôi xin cáo lỗi với cô chú nhé. Mỗi ngày tôi chọn một niềm. Có những nghề có thể mang đến cho bạn tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp. Nhưng cũng có những nghề sinh ra để mang đến cho mọi người thật nhiều sự ấm áp và bình yên. Tôi gọi đó là nghề mang.